Hương sắc miền Tây xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay mình về nhà với mẹ quý vị. Mẹ đang làm cái món sườn chay nướng quý vị. Cái món này rất là đặc biệt, những người ăn chay rất là thích quý vị. Thì hôm nay mẹ mình sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị cái cách làm món này nha. Kính thưa với quý vị là các bạn, thì đây là cái cách chia sẻ cái món ăn gia đình của trong gia đình mình, chứ không phải là hướng dẫn nấu ăn chuyên nghiệp nha quý vị. Cho nên những cách thể hiện rất là mộc mạc, chân chất ha. Cho nên mình sẽ chia sẻ đến quý vị từng bước một, chứ không có hướng dẫn nấu ăn theo cái bài bản như những mà đầu bếp chuyên nghiệp nha quý vị. Thì để chế biến được cái món này thì mình thành phần gia vị mình gồm có sườn non nè quý vị. Sườn non chay nè, cái này 1 kg ha. Đây mình làm cho số lượng 1 kg. 1 kg này thì bên đây mình chuẩn bị những thứ gì nữa Linh? Bây giờ ở đây hai cái củ sắn, là nãy bột thì bột 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 năng nè phải không? Bột bột năng năng này mình trộn trộn vô vô. Và bột năng này thì 250 g thôi phải không? Rồi đậu phộng này mình dùng như mà dùng 200 g đi, 200 g đậu phộng. Rồi cái này là cái món gì đấy? Nước cốt xay với củ hành tím, một trái dừa khô dắt nước cốt. Một trái dừa khô dắt ra làm nước cốt, dắt nước kẹo, rồi xay xay cái gì, xay 100 g của hành tím xay nhuyễn hả, trộn vô cái này của hành tím này nè quý vị. Để mình xay nhuyễn ra mình trộn với nước cốt dừa cho 1 cái dừa nè. Vô đây luôn. Để với cái bịch này là bịch cái bịch đó thì gia trộn vị vô đây bò nè, bò kho là trộn để vô đây, trộn cho cái bên sườn, cái sườn ha. Rồi lát thì khi mà mình chế biến thì mình sẽ cụ thể đó ha, lát mình sẽ trộn như thế nào mình sẽ chia sẻ sau. Sườn đó là mình tha cắt ra rồi mình đem bọc, mình đem mình ngâm cái sườn này phải không, cái bịch này phải không? Cái bịch đó đó đem ngâm rồi cho nó mềm. Ngâm bao lâu mà? Ngâm khoảng cỡ 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mình lấy ra mình làm gì? Lấy ra cái mình bóp, mình xả, mình để dưới nước, tay dưới nước mình bóp, bóp xả. Bóp xả là ra ra vậy đây phải không? Bóp xả 3 lần vậy đó cho nó mới sạch. Có nghĩa giống như mình dắt nước ra phải không? Bóp mình ngâm ra, mình dắt nước ra cái mình bỏ vô thau khác, mình đổ nước vô lại hả? Mà làm vậy 3 lần. 3 lần cho nó ra hết cái chất gia vị gì của nó đó. Rồi sau đó mình dắt khô. Dắt khô lại luôn, dắt cho nó khô rồi cái mình đem ra mình sắt vậy nè, sắt ra 1 miếng chia làm 3 rồi mình sắt ra nhỏ nhỏ vừa miếng ăn vậy nè. Mình sắt như vậy là 1 miếng như vậy khoảng hơn 1 cm vuông ha. Cái đó hơn chắc hai hai đó. Thì tùy theo mà ai thích làm muốn to hơi, thì bự. Sắt to, muốn nhỏ thì sắt nhỏ vậy thôi ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu từ đâu, mình làm cái món này là bắt đầu mình ngâm cái này trước phải không? Ngâm này trước rồi xả sạch rồi đem lên sắt vậy nè. Cái này nữa nè, củ sắn này nè, củ sắn là mình gọt ra sạch rồi mình rửa, mình sắt miếng cũng vuông vuông cho nó vừa miếng vậy nè. Củ sắn làm vậy hả? Củ sắn mình sắt cũng tương đương với cái miếng tương đương với miếng thịt đó, miếng sườn đó, miếng sườn đó ha. Cái này mình để dành lát mình xỏ sâu nè quý vị. Cây này cái, mấy cái có bán sẵn chợ này, che nó chuốt ra đó, có nghĩa là cái keo này là cái keo ta bán sẵn chợ phải không mẹ? Có gia vị sẵn luôn rồi, là mình một lát mình trộn những cái gia vị mình đang nói nãy giờ là đủ luôn phải không? Không đủ cần thêm đó. Gia vị gì bên ngoài vô không nữa, không để gì thêm hết. 1 kg sườn này mày làm bao nhiêu cái đậu sắn, củ sắn này? 1 kg sườn, 2 kg củ sắn. 2 kg củ sắn hả? 2 kg củ sắn sắc nhỏ. Cái này là nè. Bột gì, bột gì cái cho này con là coi bột mì tinh đó. Bột mì tinh hả? Là mẹ gắt vô bao nhiêu bột? Gắt vô mình trộn, mình nhắm vừa vừa đó, nó trắng trắng nó vừa trộn vừa. Cái bịch này là khoảng bao nhiêu gram? Bột này nửa ký nè. Nửa ký. Làm khoảng cỡ 1/3 không? Còn nữa luôn hả? Còn nữa là 250 g. 250 g. Mình trộn lên vậy đó hả? Trộn cho nó thấm đều. Rồi bây giờ mình bắt đầu sắt cái núm cơm làm gì mà? Núm cơm nó sắt rồi cặp với cái thịt sườn nướng này nè. Dạ, có nghĩa là trong cái món này là có món núm cơm nữa đúng không? Tới 3 mới ăn món lận. Dạ. Sườn rồi củ sắn rồi núm cơm. Nè, cái núm cơm mình sắt vậy đó ha. Núm cơm sắt vậy đó. Sắt cái núm cơm nó sắt ra làm 3 phần hả? Cái nào bự thì làm, cái nào bự thì làm 4, cái nào nhỏ thì làm 3. Bây giờ mình bắt đầu trộn gia vị hả mà? Mình trộn cái bịch gì? Cái bịch bịch gia vị cái bột kho đó. Dạ. Một tí này thì trộn một bịch đó. Bịch đó. Mình đổ hết mà nó vô sóc đều lại ha. Là xong. Củ sắn mình sắt ra cho nó đẹp vuông vuông vậy thì nó còn dư như đây, cái này mình bỏ hả mà? Bỏ. Để nấu canh thì ăn ha. Sao mình làm làm. Vậy là nhìn cái thành phẩm là khoảng ký mấy, còn này chắc cũng mấy trăm gram trong đây rồi. Có cỡ nửa ký đồ chứ không ít. Làm mình xỏ sâu hả mẹ? Có vậy xỏ sâu nè. Xỏ sâu làm sao? Xỏ sâu giữa miếng thịt. Miếng thịt để dưới, miếng củ sắn để chiên giữa, miếng nó quên để trên. Ba cái vậy mới nhập vô xỏ. Đó, vậy đó. Miếng thịt nằm dưới, miếng củ sắn nằm chính giữa.
nấm rơm nằm ngoài. Rồi bắt đầu xỏ vô. Ba cái thì xỏ vô. Đó, vậy rồi, cái đó. Cứ theo trình tự vậy là xỏ hoài thành sâu đầy lên. Xỏ hoài thành sâu. Bây giờ cứ như thế mà là xỏ chừng nào hết này thì thôi. Hết thôi. Chừa cho một cái mà. Chừa cũng được cho để thôi nó xúc nhiều quá vô mà chiên nó xúc ra. Sao hồi xưa con thấy xỏ bằng cái cọng cộng dừa. Cộng dừa không ạ? Cộng dừa bây giờ làm biến rồi giờ. Có cái này nhanh hơn phải không? Bây giờ hiện tại có bán. Này có bán mua luôn chứ đúng ra thì cộng dừa cũng được bình thường đúng không? Rồi thì xỏ xong đi rồi bắt đầu sẽ làm bước tiếp theo nha quý vị. Rồi bây giờ mình sau khi mình xỏ sâu xong rồi quý vị, giờ mình chiên nha quý vị. Bỏ vô mình chiên. Chiên cho vàng là được. Dừa vàng tới thôi. Đẹp mắt là được. Rồi xong rồi bắt đầu mình còn phải ướp qua cái nước ướp nãy á, thì mình mới bây giờ mình chiên xong rồi là mới không xong cái khâu chiên thôi nha. Mới cái công đoạn. Công đoạn chiên là xong, còn sẽ còn đoạn kế tiếp nữa. Chiên vậy nè quý vị, chiên vàng cái này bắt đầu lấy ra được rồi ha. Lấy ra đem ra ngoài bắt đầu trộn gia vị nướng nha quý vị. Cái mình chiên xong đem ra dĩa rồi nè. Rồi bắt đầu giờ chuẩn bị ướp gia vị nha quý vị. Mấy cái gia vị mình đã giới thiệu từ đầu đó. Giờ mình ướp gia vị đó có đồng nướng nha quý vị. Bây giờ bắt đầu trộn ướp gia vị nha quý vị. Mình trộn gia vị lại rồi bắt đầu mình mấy cái xe nhuyễn đó là đậu phộng mình xay nhuyễn phải không? Đậu phộng. Đậu phộng xay nhuyễn ra. Dạ, ngoài là một keo xá xíu. Keo xá xíu. Keo xá xíu này bán sẵn ở chợ phải không? Rồi với sữa thọ, sữa đặc có đường. Rồi nước cốt trộn với củ hành xay. Nước cốt dừa quý vị. Sữa mình chế nhiêu sao thấy ít vậy? Chưa, đỡ chế nước rồi ra cái nước cốt nè, tại giờ mình để tủ lạnh nên nó đông đặc rồi nè. Do làm trước hay gì? Làm sẵn rồi. Mà nếu như không có làm là xài liền ngon hơn làm. Không tốt không không? Nó lỏng, con này giờ nó đặc lại, con này chút hết nửa hộp sữa luôn á. Nước cốt dừa thì quý vị nếu mà làm có thời gian thì mình làm liền á. Mình làm liền cái mình sử dụng liền nó tốt hơn, còn này mình do mình làm trước để tủ lạnh quý vị. Đổ hết nửa hộp sữa không? Rồi mình trộn đều lên. Trộn đều qua là nhúng cái sâu chiên hay là sườn chiên đó mình nướng. Rồi nửa hộp sữa quý vị, sữa đặc có đường. Rồi hai cô gái miền Tây chuẩn bị nhúng sườn vô đây rồi bắt đầu ướp cái gia vị nãy giờ nhúng vô quý vị. Nhúng vô xong cái đầu để ra ngoài này, cái mình đi nướng nha. Nó cái gia vị nãy như có chia sẻ quý vị trước đó, giờ mình nhúng vô. Chứ nó lạc phải không? Nhúng vô luôn dạ. Đi cho nó đã. Cái nồi cái nồi chiều nó béo quá. Cái... Rồi khi nào mình nhúng hết cái này bắt đầu đem đi nướng quý vị, cứ vậy đó, mình nhúng cho tới hết là xong đó nha, là bắt đầu mình đem đi nướng. Cái màu nào? Màu của ướp này. Ướp bịch bò kho. Ai muốn vàng hơn thì ướp nhiều hơn, tăng mà bò cái lên. Cái này tùy theo khẩu vị nữa phải không? Cái đó nó có hơi độ nha, vị hơi nhẫn á. Ai thích màu thì ướp thêm vô. Ướp cái bịch nó nhiều ha. Không phải nhạt nhạt thì cũng được. Ôi ướp nhiều quá nghe mùi bò nhiều lắm. Với lại nó nhẫn. Rồi. Đi nướng chị hai. Cái mâm này là 1 kg sườn đó quý vị. Làm ra được bao nhiêu đây nè. Còn bao nhiêu đây nó là hết nè. Đây là cái phần đã chiên xong và nhúng gia vị xong nè quý vị. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị đem đi nướng nha. Mình ướp xong rồi giờ mình đi nướng nha. Mình nướng này có tính thời gian không hay là chỉ thấy không, dừa mình mắt? Coi dừa vàng gì đó là mình được rồi. Dừa vàng là bắt đầu được ha. Rồi bắt đầu mình chờ cái này nó vàng cái là tại vì mình chiên nó chín rồi, mình nướng lên cho nó thơm. Nướng cái này để cho nó thơm thôi phải không? Với gia vị đó. Cho thấm gia vị vô phải thơm. Vậy là mình khi mình nhúng là mình nướng liền được chứ đâu cần cho thấm gì nữa không? Nhúng vô rồi thấm nó rút rồi sườn non này nó rút gia vị. Rồi bắt đầu mình chờ thời gian nha quý vị. Bây giờ vàng rồi nè quý vị. Giờ vàng bắt đầu gấp ra. Như vậy là thơm ngon lắm nha. Cái món này là mỗi lần cái nhà mình có cái lễ dỗ ông bà là món này là món đắt nhất nè. Lúc nào cũng hết. Tới giờ ẩm thịt quý vị ơi. Cái tường nó đòi sâu nè, cho con sâu nè. Ủa cái cục nấm nãy ghi như kia đâu rồi? Xúc rồi. Giòn không? Ngon các tường. Giòn.
béo nè. Dạ. Video chia sẻ món ăn gia đình với cái món sườn nướng, món đồ chay đến đây xin khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau.